Thưa quý vị và các bạn, mặc dù ông Bashar al-Assad vẫn tiếp tục làm tổng thống Syria, nhưng cho đến nay thì những cuộc xung đột ở đây vẫn khiến cho nhiều người phải thiệt mạng và những người khác thì vẫn phải rời bỏ nhà cửa của mình. Nhưng với những người xa xứ thì họ luôn nhớ về cuộc sống êm đềm trong quá khứ. Và cô Lina Safa, người Syria sinh sống ở Mỹ, cũng hồi tưởng lại cuộc sống tươi đẹp qua những bức tranh. Khi Lina Safa chuyển từ Syria tới vùng Tampa của Mỹ cùng với chồng vào năm 2010, cô nghĩ rằng mình sẽ có dịp quay lại quê hương để thăm gia đình và hàng xóm. Song một năm sau, khi Syria chìm trong các cuộc nội chiến, thì Lina Safa không thể nào trở về quê hương mà phải chứng kiến những thảm cảnh của quê hương từ xa. Cha của Safa là một bác sĩ, ông đã bị thiệt mạng khi giúp đỡ những người bị thương. Trong khi đó, mẹ và anh trai của Safa đã cố gắng tìm mọi cách để tới Tampa, nơi Safa sinh sống. Vì vậy, cô quyết định vẽ những hình ảnh quê hương trong các cuốn sách dành cho trẻ em Syria tị nạn. Cô hy vọng rằng các em sẽ hiểu về quê hương mình trong quá khứ. Đây cũng là dự án được tài trợ bởi một tổ chức nhân đạo có tên là Mercy Corps. Lúc nào tôi cũng nghĩ về Syria, nhưng không phải Syria hiện tại mà Syria trong quá khứ, nơi chúng tôi có những kỷ niệm tuyệt vời. Cuốn sách có tựa đề Câu chuyện của tôi đã cung cấp cho người xem một cái nhìn tổng quát về lịch sử và những cảm xúc từ cuộc nội chiến. Theo ước tính, đến nay có 5,5 triệu trẻ em Syria bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và hơn 1 triệu trẻ em đang phải sống tị nạn ở các nước láng giềng.